Hello anh em, chào mừng anh em quay lại kênh Gargan Zombie. Video này mình sẽ làm về con Ai Weasel. Đây là con zombie trồn. Đầu tiên là sẽ cho nó đầy cái map Far Future. Đại diện sẽ là 4 con zombie. Con đầu tiên là con Football Mạch. Con zombie này thì ngay trong đợt đầu tiên đã bị đám trồn tiêu diệt rồi. Tiếp đến là con zombie Seed. Con này có tạo ra lực ở trường rất là mạnh nhưng mà khi bị thôi miên không tạo được. Đợt đầu tiên con zombie trồn này không cản được nó đâu. Tiếp đến là con zombie. Đây là con zombie khá là mạnh. Rồi cả mặt là phòng thủ lại tấn công. Ở đây mình sẽ cho ra 3 đợt zombie trồn. Tối đa 3 đợt, mỗi đợt 7 con. Đây sẽ đợt cuối cùng. Nếu như mà con zombie là chịu đợt đến hết đợt thứ 3 thì con này nó thắng rồi. Như con Robocon này là nó là một con trong 3 con đầu tiên nó thắng rồi. Con Prince ra gan tuôi sao không được rồi. Tiếp đến chúng ta là đám zombie ở trong map 2 cấp. Ok, tiếp đến sẽ là map Wii Web. Ở đây mình sẽ chỉ lấy đại diện 3 con zombie thôi, bao gồm con zombie Bun, con zombie nó gần zombie. Tiếp đến sẽ là team zombie trong map Jurassic. Thank you.
Còn đây là những zombie trong map modem đây. Những zombie vô cùng phổ biến rồi. Ok, còn lại mình sẽ làm về một số con gà tua. Ở đây mình sẽ lấy ra 4 con gà tua. Cái đầu với 3 đợt zombie trồn này. Gà tua khá là đuối. Có vẻ như rất may mắn là vì có đến 4 con gan tua thì nó mới có thể thắng được đám trồn này. Còn đây sẽ là team IMP đấu với để xem nó có khá khẩm với con gan tua không. Ngay trong đợt 1 mà chưa chết một con nào rồi. Có vẻ như IMP nó khách tinh của những con trồn này. Đây là đợt cuối rồi. Như vậy là không có con IMP nào bị chết cả. Quá nguy hiểm. Ok, video mình sẽ kết thúc ở đây. Chào anh em.